giảm tốc độ đi. Ví dụ như thế này nè, mình nhìn cách mình mở nó khoảng 1.5 giây, còn lớn. Đó, bây giờ gọn được đó. Hơi bị gọn chút. Ngoài ốc lên đó, ốc lên bên này. À. Thì chúng, chúng ốc lên mình muốn qua hướng này đúng không? Mình đỏ trước, mình đập trắng. À, à, em tưởng quýnh trắng trước. Trắng trước mà mình muốn lên. À, quýnh đỏ trước. Cái góc này quýnh đỏ trước, trắng trước. Được không? Đỏ lỗ là mới biết ốc lên nha. Rồi. Góc này có 45 độ hả? Góc dưới 45 độ đúng không? À. Đúng rồi. Thì cái hình này nè, cái hình này nè. Nếu mà mình đánh nhẹ là mình dễ bị cái rủi ro là mình cái sâu với đỏ nè. Hiểu không? Nếu mình nhẹ là trắng qua đây nè thì mình dễ đứng phía sau chế độ, cho nên á, cái người mà họ đánh tốt họ sẽ biết cái điều đó mà họ né đi bằng một cách khác, chẳng hạn như để mũi thấp hơn để rút cái lực về thằng vàng nhiều hơn, nó sẽ đẩy thằng đỏ ra được hơn, nó sẽ mở cái mặt bi ra hơn. Chứ mấy ông mà khoái quýnh chết đạn à, quýnh vô đây là chết luôn á, hiểu chưa? Cho nên là vẫn quýnh dày nhưng mà mũi thấp để mục đích là thằng vàng nó linh hoạt chút xíu đẩy thằng đỏ ra. Mà còn mình canh lực cháy trắng nó đi tới đâu? Cái trắng thường á, trắng thường cho nó đi đây khúc này. À. Tại vì cái góc này á, cái góc này á, anh nói ví dụ hả? Nếu mà em muốn trắng ra đây thì đỏ ở đây nè. Còn nếu mà đỏ ở đây thì cái góc này đâu có đúng. Có một cách khác, ví dụ đỏ mà trên đây, em phải cho trắng đi xuống đây, nhưng mà em tạo lại vị trí của trái đỏ. À bây giờ cứ trường hợp này trước đi. Thấp mũi muốn dậy. Đó, trong trường hợp này là quýnh vậy là người ta không có phản được. Tại vì em có rất là nhiều cách để em mà có thể mà xử lý và lấy lại hình nhờ mấy cái băng này nè. Cho nên khi mà em xào á là em phải lấy trái bi về ở dưới bàn ở khúc dưới nè. Và tốt nhất là quýnh về càng góc là càng nhanh càng tốt. Tại vì cái góc này á là em thứ nhất em nhiều điểm, thứ hai á là em sẽ tạo một cái nền tảng sau này em gài vô cái kem này. Cái đó mới quan trọng. Thì cái người mà ok, người ta biết được cái kinh nghiệm đó, người ta đánh thường á, người ta không có xào lòng vòng với cái khúc này đâu. Đúng không? Người ta thường người ta đem bi về góc. Người ta gài kem người ta quýnh cái chết. Hiểu chưa? Đó, cho nên bây giờ nè, cái người gặp kiến làm gì? Nhớ vô. Đừng có cái bài gì đó, quên hết đi, xong nào quên hết đi. Mình lại vô mò mẫm đó. Đúng không? Rồi mình khi mình đánh mình coi ví dụ này có thể nghe được không? Nếu mà nghe nó có mất hình hay không? Đúng không? Còn nếu mà không nghe được á thì là mình đánh một cái khúc bao đi tụ lại. Chẳng hạn vậy. Đẩy trắng ra, đẩy trắng hai bằng này. Đẩy trắng xuống đây, chạy lên đây đúng không? Cái quan trọng lúc mà em đẩy trắng em không biết trắng nó chạy tới đâu. Phê nghịch lại. Không phê. Không phê luôn. Không có phê gì hết á. Ví dụ em có phê mình nhưng mà nếu mà vậy thì đầy quá đúng không, nên mỏng lại tí. Biết sao em đẩy trắng lên đây nè, rồi em giải quyết cho trái đỏ nó gần khúc đó thì nó sẽ ok hơn đó. Thấy chưa đó, nhiều người muốn khéo vô đây luôn này, vô em luôn nè. Mình muốn không khéo thì mình bắt đầu mò tiếp ghê vô mò mắm quên hết đi. Khi mình vô cái bi nữa mình thấy gì nữa. Rồi. Giờ làm gì nữa? Bây giờ mình có thể là mình nhê vô một cái nữa nè. Xong mình giật thằng trắng. Hoặc là mình có nhiều cách để mình xử lý nó. Đó là các bản 1. Đó, ví dụ như em nhê vậy nè. Để em có thể có một cái hình. Em biểu diễn ở đây nè. Trắng cho nó chạy ra đi. Đúng không? Được không? Nhưng mà cái này cũng là hơi lỗi lực tí mà. Nhưng mà thường á, bây giờ mình quay lại cái hình này. Lúc mình đánh cái bi thì nó có một cái cách tốt hơn nhiều cho cái chuyện này. Có nghĩa là em tạo vị trí theo cái trái đỏ. Còn thằng trắng á, em để nó ra khu vực này, khu vực ngoài góc. Rồi, để bôi cho em coi. Như vậy luôn, đừng có đôi khi cũng không cần phải bình tĩnh đó. Rồi, thì nó sẽ ra được cái... Có thể cái hình này nó không gần nhưng mà nó có cái hình tốt để em đánh hơn. Cái quan trọng khi mà em xào á, mặt bàn em nó phải thoáng một tí. Ở này quýnh gì?
Một băng, hai băng. Băng hai băng thì đều đấy, cái chuyện là chuyện của em. Đấy, ví dụ như anh chọn hai băng. Tại vì anh biết anh đánh giày cho đỏ chạy thì anh phải mượn băng để anh hãm đi. Ok không? Chứ đừng bao giờ mang cái xào á, mà cái mặt bi em cứ nhìn đi. Nhiều người mang vô lại phải mang ra. Đúng không? Ví dụ bây giờ lỡ cái bi này nè, hả? Là phải bước đỏ kiểu này nè, cho đỏ chạy ra. Vậy thì mang vô làm chi? Có nguyên tắc để cắt dầu. Có chứ. Ví dụ như bây giờ nè, nguyên tắc đầu tiên, ví dụ như em gặp trái bi, đúng không? Vô một, đúng không? Thì một em muốn cho một trái ra, hai là em phải nằm ở trong em nhìn ra. Ví dụ như đó. À, cho bi mình chui vô trong hai trái đó. Đó. Hiểu không? Có nghĩa là mình phải nhìn từ nhìn trong ra trái nè. Chứ mình đừng có để mình quýnh mình hướng vô trong này đây vô hai là chết. Buộc em phải bể mình. Hiểu chưa? Cho nên là khi mà đem về góc bi á thì đem về cái khúc này thôi. Đó là ok nhất. Hiểu chưa? Nó có một vài hình để em có thể gom được cái chuyện đó. Ví dụ như một cái hình phổ biến nhất là một cái hình mà gom bi mà cạp chạy ba băng như thế này. Đây là một cái hình em có thể ôm bi về góc rất là dễ. Ôm về còn gài kem quýnh kem nữa. Đúng không? Rồi quýnh khéo mà vô kem nè. Được chưa? Rồi thí dụ như nè, thí dụ mà chế bi vậy. Anh nói ví dụ như vậy. Đó. Ví dụ vậy. Em đừng có nhe vậy, làm nó chạy nữa. Đừng có nhe vậy. Thí dụ như, nhớ nguyên tắc hồi nãy anh nói không? Trái là mình phải đặt cái trong nhìn ra. Ví dụ giờ mình có thể quýnh cái đường này nè, ai cấm lên đâu. Như vậy là an toàn nhất. Hình dung không? Mấy ông mà hay ôm vô góc thì ông quýnh ở dưới đây á, cắt. Hiểu vậy? Đó là một. Cái thứ hai đó là chẳng hạn đi, ví dụ như em đã thành công em ôm về, đúng không? Thành công em ôm về thì nó có một vài cái kỹ thuật để mà đánh nó tách ra. Anh lấy ví dụ ha, trong cái hình này, nè, đúng không? Nếu một cái người mà ví dụ như chưa biết quýnh kem đi, okay, mình có thể xử lý này nè, mình quay mặt ngược lại, nghĩa là mình đảo vị trí của nó bằng cách là mình đánh vô trái. Đó, như vậy thì mình sẽ không có bị còn nỗi lo về góc. Cái này nó gọi là chuyển vị trí, chuyển góc nhìn của cái trái chủ đó. Đó, cho nên là quý gia là phải hiểu mấy cái đó. Nó có thể ví dụ như vậy, cái góc bi đừng bao giờ mà kéo kiểu tờ rét á, đừng kéo này nè, mình không có hẳn được, đúng không? Nhiều người cao thì mình có thể đứng dậy cũng được, nhưng mà với những người bình thường nhất cứ như vậy. Đó là cái cách mượn cái băng đó đẩy ra, hiểu không? Đó. Cho nên ví dụ bây giờ một cái bài đọc cho em nè, đúng không? Đó. Mà quýnh không quýnh kem nha, muốn qua góc gì hết á, tập suy nghĩ làm sao mà quýnh, làm sao mà để cho trái vàng trái trắng của mình ở bên này. Tâm lý bây giờ chưa biết gì, đúng không? Đừng nghĩ nhiều, nghe vô đã màu mắm. Kỹ thuật nghe là sao? Quên hấp mũi lại xíu cho nó hơi ôm xíu, không là đại nó chạy tới đúng không? Đúng quá. Chưa. Nhưng mà gần vậy quýnh em dễ bị đứt lê lắm, đúng không? Cho nên là lúc mà nãy nghe á, có thể là cao cái mũi hơn chứ nó không ôm quá. Ok rồi, đúng không? Ví dụ bây giờ nè, nó còn cái cách nữa. Chẳng hạn, nó còn kỹ thuật, có nghĩa là đưa trái này về gần băng và sử dụng nó như là một cái bàn đạp, một cái cúc không gian dài bi. Anh nói ví dụ ha, em nhìn trái bi này, có nhiều người sẽ quýnh như vậy. Rồi xong họ giật lên. Đây là chuyện bình thường ở viện. Ok. Nhưng mà nó có một cách khác. Anh nói ví dụ ha. Ví dụ như vậy nè. Anh nói em nè, em cho trái vàng ngát vào đây luôn. Nghĩa là mình sẽ chuẩn bị cho cái hình bi một băng kế tiếp. Nè. Em muốn một băng này đó, hẹn nó ngon
đỏ nó sẽ không vô luôn. Có nghĩa là đưa một trái về làm sát tăng. Nó có nhiều thứ lắm. Ví dụ như đó, đúng không? Bây giờ em thực hành này. Em đưa cái trắng về gần sát băng. Em ở lại cái đỏ xong cục băng vàng á. Hiểu không? Đưa cái vàng về gần sát băng. Giống như chơi video. Nó vừa sát thôi. Em vậy thì em có phải muốn băng này đúng không? Nhưng ví dụ như ở đây nè. Băng băng ra. Băng ra. Thấy không? Cuộc đời lại đẹp. Chuẩn chưa? Với lại á, khi mà quýnh cái đạn nhỏ mà xào bi ở dưới, nên bổ sung cho mình những cái hình theo kiểu là đánh một trại, một băng. Nhiều người anh thấy hay nhạo đây quýnh vậy đó. Cũng không có sai, cũng không có gì là sai. Nhưng mà mình thiếu cái hình, mấy hình này em đâu dám quýnh đâu. Mình đâu có hiểu. Đó, mấy cái hình này họ đâu dám quýnh đâu. Mà thật ra những cái hình như vậy nó rất là ngon. Nó rất là ngon luôn. Nè anh hỏi em nè, hồi nãy anh dạy em là 90 độ đúng không? Tầng 22 nè. Nè phải ra 90 độ đây không? Nè cái góc chạy ra 90 độ này, tầng 22 nè. Rồi đẩy hẳn mũi cơm đi, mi chạy không? Cực kỳ ngon luôn. Mà nhiều người nghĩ. Thành ra cái điểm, số điểm của họ ghi ra được, nó rất là chậm. Hiểu không? Đó, 90 độ nè, tầng 2, tầng 2, đẩy thẳng mũi cơ đi, chạy góc, đừng có thấp quá. Đấy. Hiểu không? Có thêm mấy cái này, bổ sung vô thêm. Nghĩa là mình biết cái gì rồi thì ok rồi, cần bổ sung cái đạn vô, cho đạn mình không có sót. Với lại á, cái chuyện mò mẫm nó cũng hay ở chỗ này nè, ví dụ như giờ muốn cho đi nè. Trước không biết có chỉ nhiều người bỏ. Nó có cái bài này nè. Bây giờ vậy nè. Bắn này ra. Bắn ra. Bắn ra. Đưa đỏ về gần băng không một băng ra đỏ đúng rồi. Này anh sẽ demo cho em coi. Mò vô, dê vô, mò vô. Đó. À thấy chưa? Thêm một băng đỏ đó. Ba điểm rồi, giật thêm cái đỏ nữa. Chứ nhiều người á thấy vậy nè. À, bị vội quá, bị sót hình á, biết không? Nè thấy vậy nè. Cái xong cái chơi vậy luôn, à, ok, cũng được, cũng để hết á. Cũng được. Nhưng mà trong quá trình mình đánh á, là mình đang khuynh hướng là mình tập hình xào mà. Cho nên là mình phải bổ sung cái hình. Hiểu không? Đó, về mở mở ra. Mở mở thì nó ra. Đúng rồi, về vô giữa cái nữa. Lấy cái vàng vô, trắng đỏ gì cũng được, về về. Đó. Rồi bây giờ sọc vô giữa. Có phải ngon không? Sọc vô giữa này. Rồi em giùm trắng quá. Đúng không? Ok. Mình lại thấy có cái luật đó nè. Khi mình không biết làm gì á, mình nhơi vừa tới thôi, mình mò tiếp. Mấy ông mò đó. Cho các ông mò đi nè, đó là 90 độ thấy không? Thấy không? Tầng 1, trục 1. Em muốn cái thằng sốc nữa. Đẩy cu lê tới. Đẩy cu lê em nhẹ. Tốc độ quan trọng đúng không? Tại vì cái này nó gần lắm rồi. Đúng không? Hoặc là tầng 0.5, trục 0.5. Đó em thấy không? Em phấn cái tài em cả là em đang xấu không? Thằng đánh chèm không? Cái cú này á, là đừng ấn. Là mình đánh cái mũi cơ này nè. Đó, mình dừng nó chậm lại một chút. Hồi nãy em dừng nhanh quá nó đứng đây nè. Dừng nó chậm xíu đánh ra nè. À, nó vẫn đạt hiệu quả nó đứng. Ơ đứng lại thôi. Được chưa? À, cái cách quan trọng nhất. Đừng có dừng nhanh quá, đánh cái đó cũng lơi. Tại vì nó qua góc theo em rồi. Đẩy. Đó. Mi mi gần quá. Bi gần quá mà chết lại. Xả đồ. Do cái thói quen. À. Thì nó cũng không sao. À, mình
mình tập mình đánh cái tay nó mềm mà cao lên xíu, cao hơn chút xíu thôi, tại vì em đánh dài rồi nó đã qua rồi, đó đó, đó. Phải có từ từ một thời gian mọi chuyện mới tốt được, mà mới đầu mình có thể đánh nó vẻ hơi chập chuột một xíu không sao hết, à, người ta đã đánh bao nhiêu lâu rồi người ta mới đánh vậy, đúng rồi, đúng không, nó ví dụ như giờ này chứ bây giờ nè, hồi xưa anh tập á nó cũng vậy, đó bây giờ mình bắt đầu mình suy nghĩ mình hiểu được cái tư duy là đang chạy được. Nhưng cái tay mình đánh nó không cho phép, ví dụ vậy, hiểu không? Mà mình cũng không biết là tại sao người ta đánh được, mình đánh không được. Thì cái bí mật nó nằm ở cái chỗ gì? Cái tốc độ đánh ra, người ta đánh mũi cơ nó êm lắm. Nghĩa là thông thường á, mấy bạn á hay gồng vô cái tay như này. Cái ấn. Nhưng mà thực ra không phải, cái tay này nè, nó chỉ có một tác dụng gì? Là nó đỡ và đẩy mũi cơ thôi. Cái việc cái lực của em là nó do cái tốc độ đánh ra, đánh tốc độ chậm đúng không? Đánh như cái dạng lê đừng dừng mũi chậm, đừng dừng mũi nhanh quá. Gần gần là được. Chứ tôi đâu cần phải mất kiếm. Mấy anh coi mà mấy anh bị một cái gọi là gì không? Bị nó gọi là lý tưởng quá, cầu toàn quá. Người ta đánh bao lâu rồi thì cái kinh nghiệm mặt biên nó có. Còn mình ha, đánh cho nó về gần gần đã, yeah. Giống như mình mài dao vậy đó, đánh một thời gian á là mình sẽ biết là cái khoảng cách cái lực đó, cái tay mình sao đó, đứng tay thẳng hớn đàng hoàng, đứng tập trung vô đó, ví dụ như vậy, ví dụ như mới đầu thì em ăn cái dưới này nó xấu nè, nó cũng được, anh cho em kiếm luôn, nhưng mà nó hoàn toàn không tốt cho cái mặt bi của em, nó dòm dòm nó như nè, hiểu chưa? Cho nên là ví dụ như sau đó mình muốn đi ra mình có tư duy nè, bây giờ mình sẽ không có để cho cái vị trí cái vàng của mình nó ăn ở dưới cái đỏ mình, mà bây giờ bắt đầu mình đi qua đây mình nhìn, thấy không? Mình đi ra bên nhìn nè, mình xác định cái mặt bi mình ăn vô, đó là cao lý do cao lên chứ đánh 90 độ là nó sẽ cao lên, đó là lý do mấy tay mà cao thủ cứ đi vòng vòng mà mình không biết là ủa sao cái ông này có trái gì mà ông nhìn hoài. À, tầng phải cộng 1 đúng không? Ừ, tầng cộng 1 đó. Đúng rồi. Em ăn sao mà tầng cái cạnh của chiếc bi nó ở trên chiếc bi được không? Đó, ví dụ bây giờ em đánh chẳng hạn trái kia đủ nè. Sống quá. Đánh trái kia đủ nè. Thì cái góc bi của em nó nhìn xuống nữa đó. Nó sẽ ok hơn. Đúng không? Cho nên xào là phải nắm bài nguyên tắc với lại phải kỹ cái mặt bi. Chứ không phải là người muốn đánh như sao nắm rồi dám kiếm là được. Đó, em ăn cái mặt trên là kiểu gì cũng ngon hết. Cho nên đánh nó ở một cái trình độ khoảng hai mấy, ba mấy là bắt đầu có thể để ý cái chuyện này rồi. Mình ăn cái trái số 3 như thế nào. Kiểu đó. Hả? Còn mấy cái hình mà kiểu như là mấy hình cơ bản rồi trô rồi nè. Cái lúc nào cũng ăn xuống ở trên xuống rồi. Mình ăn trên xuống rồi. Mình ăn ngang ngang, đúng rồi, ngang ngang. Mình chỉ ăn ép khi nào, ví dụ như trong số trường hợp chẳng hạn như nói ví dụ như cái này muốn đảo mặt bi đi. Mà đảo vậy thì ai cũng biết rồi, có ai đảo việc này không? Đó, người ta đánh hai ba người ta đảo. Đó, người ta phải qua đây người ta coi này, coi cái góc trắng lên đầu. Đúng không? Rồi, thử coi. Anh để thấp nhưng mà giống như anh đụng vô chiếc bi vậy. Để thấp. Rất là thấp. Nhưng mà anh đụng đó, nhiều người muốn khéo mà muốn vô ken luôn, hiểu ý không? Tức là mình chỉ ăn cái mép này khi mà thực sự một vài trường hợp đặc biệt, còn lại là thường là ăn nguyên trái hoặc là ăn vừa tới cái cạnh là nó sẽ tốt, hiểu không? Cho nên là sau này bây giờ xào tiếp là phải để ý mặt bi đó thứ ba. Còn khi mà không biết làm gì đúng không? Ví dụ như anh nói khi không biết làm gì á, chẳng hạn như vậy đi, khi không biết làm gì á thì mình phải tuân thủ nguyên tắc nè, bi chủ gần với bi ba. Em làm sao em làm, anh không biết đúng không? Giờ mình không biết, giờ cái tấm làm sao mà bi chủ còn gần với bi ba. Vậy cũng là sao bi ba các bạn. Tuy nhiên cái hình này thì do em đánh khéo, nhưng mà mấy ai khéo được như em, đúng không? Ví dụ như bây giờ một cái người mới nhập sự đi, bắt đầu họ tập nè, thì anh khuyến khích cái chuyện này không đánh này sơn hả?
Này người ta tính vậy nè, người ta tính vừa đó kêu ba. Nó sẽ mở ra những con đường mới. Đúng không? Chứ mấy người mà lý thuyết hay là cứng nhắc quá, coi nhiều video quá mà không có đi học á, là hay bị cái tình trạng đó lắm. Mà thật ra nó đúng rồi. Nếu mà đánh đúng ở một cái nhớ cái anh dạy là cái gì, khoảng cách tiêu chuẩn một một cái bị rưỡi không? À, một bị rưỡi, hai bị rưỡi đó. Bị rưỡi em. Rồi ví dụ như mình cứ thế mình tập tới, nhưng mà quan trọng là đầu tiên mình tập cái tay cho nó êm nè. Dù giờ thế này em làm gì? Đó, cái này gọi là kỹ năng xử lý hành vi này. Cho ở gần chế trắng thôi. À, đó. Đúng. Em cho chế đỏ nó đầu xuống dưới này nè. Em tới gần chế trắng nó tốt. À, thì bây giờ vậy nè, bén. Tại vì mình bén đó. Bây giờ nếu ví dụ như nó gần này nè, mà nó không có góc gom, ví dụ có góc gom thì không nói nha. Ví dụ nó vậy nè, thấy không? Cái này thì anh gọi nó là trường hợp bị trẹo, bị trẹo góc đúng không? Thì khi mà mình không thể đánh được cái trái bi này nữa rồi á, thì mình hãy đánh, mình hãy xếp nó tới một khu vực ở dưới. Trong trường hợp này đặc biệt. Còn em làm sao mà em vừa tới cái trắng thôi. Mới đầu mình đánh nó có thể là nó hơi hơi kỳ kỳ chút. Dụ vậy. Nè. Đúng không? Ví dụ như nói như vậy nè, em sẽ dễ quýnh nữa tiếp. Chứ đừng có đánh để lấy chúng nó ầm ầm nó nát mặt. Nó không bi, nó không gọn. Ví dụ như anh nói bây giờ anh đánh lại. Trong trường hợp mà anh đánh mà cái đỏ mà nó nhiều hơn nữa thì sao? Lúc này thì ăn mặt bi thì hơi xấu. Nhưng mà nếu mà anh đánh khéo, đánh ra cái mặt bi này nè, phải ngon. Tức là khi mà không thể gom được với bi thứ hai thì hãy tạo vị trí với bi thứ ba. Đây là nguyên tắc. Cà rỡ không? Ví dụ như đôi khi, ví dụ như giờ. Này đó là trường hợp nè. Tập trung hơn đúng không? Thì trước mình tập trung trúng trái bi, giờ tập trung trúng nửa trái, nửa phải, nửa trái thôi. Ở đó. Tập trung hơn dùng cái bi. Ví dụ như anh nói bi này chút quớt nè, có ai thấy không? Chút quớt luôn. Đúng không? Nè, quýt đỏ ôm cũng không được, rồi quýt vàng cũng không xong. Thì có nhiều người họ bắt đầu lộng cộng trong chuyện. Anh nói em nè, đỏ sao kệ sát đó, tạo cái hình, tạo cái góc đẹp của trái vàng thôi. Anh nói ví dụ trong trường hợp này hơi kéo nhẹ, tạo góc đẹp thôi. Rồi cuộc đời lại đẹp. Này chín chục độ đúng không? Có không mất chưa? Không đẹp đúng không? Đúng không? Học bài ba. Đúng nha. Đó. Cái quan trọng là mình đánh. Rồi có biết làm gì nữa không? Cho gần đỏ thôi. Hả? Còn đúng rồi. Nhưng mà đừng có để cái dạng nhiều quá. Rồi ra được hướng chưa? Để thấy cái đỏ nó có hướng gì không? Vàng là thấy càng cỏ đúng không? Thì giờ một băng đỏ cho nó gần vàng lại. Em đừng có nghĩ phức tạp quá, nhiều người nghĩ phức tạp quá. Một băng đỏ. Rồi sao quá luôn. Nè biết sao không? Này cái một băng đỏ nó có nhiều thứ lắm. Nè ví dụ như em quýnh một băng đỏ mà để đỏ vậy là vị trí em nó sẽ rất là khó, không tốt. Đúng không? Như vậy thì mình quay lại cái vừa rồi. Nè. Để mà quýnh ra được cái góc trúng này nè, nó có nhiều cách. Mỏng không nữa. Nhất thiết là em phải quýnh mỏng như vậy để em đưa đỏ vô đây. Em có thể quýnh dày hơn một chút xíu nhưng mà mũi cơ em nó cao lên chút. Được không? Ít coi lại. Quýnh dày vô chút, mũi cơ em vô vô đây nè. Mũi cơ em vô ngay bụng, mình quýnh dày chút xíu cho đừng cho đỏ vô đây. Ngon chưa? Nó sẽ ngon hơn cái đáy bị nhảy đúng không? Phải làm gì nữa? Hai bằng vàng. Làm gì? Hai bằng vàng hả? Ở đây nó không có. Đúng không? Từ từ thôi. Rồi cũng tạm tạm thôi. Đó. Rồi góc này nè, khi mà em kéo này dễ chặt chuột. Là người cái người không học á, người ta không hiểu được cái bên này họ cố. Nhưng mà đối một với bánh. Anh không có bắn gần gian ta. Đó. Nguyên tắc của gom đi là đừng có cố gom. Phải gom khi nó chín mùi thôi. Ở
cái này có khả năng không? Có mà, đúng không? Nè. Đó. Từ lúc này nó mới con. À. Phải không? Giống như em trồng cây ăn trái vậy đó. Em phải đợi trái nó chín rồi em mới ăn chứ. Nhiều người mắc vô một cái lỗi nhưng mà bắt đầu. Như thế này là mình cố mình bào tiếp hay là mình cố tìm đường để đưa về? Ngoài đời hay bào ta lắm đấy, gì dùng da bào đi cha. Đâu không có. Ráng phải tìm đường để đưa cho về băng ngắn này hả? Bây giờ đó, nếu mà em cố bào á mà ở dưới khu vực này nè. À. Thì anh đồng ý. À. Nhưng mà anh thấy này cũng nên bào làm cái gì hết. À. Thì nếu mà em cố bào, cái tư duy đánh đạn của em nó chỉ như nó. Ừ. Không phải là không được. Nhiều khi thêm được điểm nào hay điểm đó. Ừ. Nhưng mà đối với anh sẽ tìm cách đem về góc nhanh nhất. À. Tại vì sau này anh muốn quýnh Ken, anh đã thấy những người họ quýnh Ken rồi, họ quýnh mấy trăm điểm rồi. À. Ừ. Thì một hai điểm này nó đâu có quan trọng mấy đâu. Ừ. Đúng không? À. Em nâng trình độ em mà quýnh 5-70 lên thì cái người họ quýnh mười mấy hai mấy này. Là phải gài hình để trô về. Đúng rồi, ví dụ như vậy. Bây giờ cái nhà vô nhưng mà trên cái ý là mình ăn đít cái đỏ á. À. Thử đừng để cho cái vàng chạy quá. Phải mỏng cái vàng đến cái vàng. Ví dụ vậy, đúng không? Đợi này làm sao? Đó, một cái hình như vậy là mình phải học cách xử lý nè. À, chô vàng quá hả? Ủa chô vàng rồi, cái sổ qua đây rồi, vậy là chô để làm gì? Sổ qua. Sổ qua cũng không được. Thử lên, em phải đánh cái kịch bản của em đi rồi, anh đánh cái kịch bản của anh rồi, nó có đúng. Đó, cái này quan trọng nha. Thường em sổ. Quýnh vàng lên hả? Quýnh vàng lên, quýnh vàng lên, nó vô giữa rồi quýnh làm gì? À. Đúng không? À. Thì bây giờ một băng đỏ thì sao? Một băng đỏ để mình ở đây nè. Đúng không? Ừ. Thì mình có cái hướng tấn nó về dưới nè. Được không? Một băng đỏ mà đừng để đỏ chạy sao? Rồi bây giờ em thấp, thấp rồi em đổi rồi luôn. Bây giờ mình phải coi là mình trắng mình ăn cái mặt nào không? Trắng mình ăn mặt này vàng ở trên nè. Đúng không? Trắng mình ăn vô ngay cái mặt. Rồi đánh tiếp đi. Rồi rét luôn hả? Rồi rét luôn. Cái đánh một băng này thì nó hơi nguy hiểm. Ừ. Trình độ của em thì nó chưa đủ. Thấy chưa? Đó, mình đã bắt đầu thành công con bi về phía dưới nè. Và khi mà em đánh ở dưới thì em có rất là nhiều hướng để em có thể cứu lại cái hình lý. Đúng không? Giờ anh đánh nè, có hướng rơm nhưng mà cũng có hướng là vừa trắng. Nè, xéo xẹo rồi đúng không? Ừ. Không phải, mình muốn còn hướng nè. Em vẫn còn cái hình cái băng này nè. Cho nên đánh đừng cầu toàn quá, cứ thoải mái tự nhiên đánh ra là 90 độ đúng không? Đúng không? Rồi làm gì nữa? Người làm người phá. Nhưng mà cái này ăn cái mặt vàng sao để nó không chạy lên. Suy nghĩ thôi. Bỏ gần lại xíu anh ơi. Bỏ gần lại chút. Ừ. Đó, bắt đầu rồi, thấy sáng sáng rồi, thấy không? Đúng chưa? Bây giờ có phải là bây giờ đang dần dần là đưa bây giờ góc không? Miễn sao em đánh nó chính xác, bình tĩnh mà đánh. Nhưng mà tư duy đánh hình nó phải có. Ok. Chúng ta giải tán xong, đúng không? Thế mình đánh. Rồi, ví dụ như giờ vô nhà muốn gì nữa. Nếu không biết làm gì á thì về tới nhà ăn thôi. Nha, yeah, nha vô bài thôi. Còn không, em tính lý xíu, em đánh hơi thêm mà anh thấy nhà đó không? À. Có phải móc ở trong ra không? Phải không? Dù vậy đúng không? Đúng rồi. À. Ở bây giờ ví dụ như một cái hình nhẹ nhàng mình ăn dưới đít đỏ đó. Nếu trong trường hợp này có thể suy xét đỏ luôn nhưng mà không khuyến khích. Ví dụ như trắng của em mà vậy nè, em chơi luôn. Hoặc là em có thể quýnh vàng vòng qua cũng được, nhưng mà trắng của em đang ở thấp sát bằng là không được, không khuyến khích. Thấp đủ dày cho nó quay thuê không còn mạnh, không kéo cái góc này, không phải là kéo đâu, góc này là quýnh dày thấp mũi có thể.
ra được đúng không? Vẫn chưa ra được thì đừng có loạn choạng. Bây giờ thì giờ sao? Giờ nó có cái hình chụp chụp băng nhưng mà biểu diễn quá đúng không? Thì làm sao mà gần dạng nói? Thôi vậy, chúng là chúng mới được tiếp. Đó, ví dụ như hụt thì vô quậy. Ok, hiểu chưa? Thì cho dù mình trúng như vậy thì mình không có mất tinh thần. Tại vì mình biết rõ là mình đang đánh cái gì, mình đang làm cái gì. Xào bi nó chỉ có những cái chuyện đó thôi. Em làm tốt thì em xào nhanh thôi. Làm tốt thì chị. Tập xào bi ra đường để bắt kiến vậy hả? Bài tập để xào bi á, em tập mình đó. Em tập để bắt kiến hả? Thường xào có những cái người như vậy. Chỉ em bài đó, tập một mình đó. Tập một mình đó hả? Thường á, mấy bài mới người ban đầu á, ví dụ như em đánh tay trái, tay phải đúng không? Em nên để mắt kiến kiểu này. Nó xuống dưới vậy nè. Để mình quen. Mới vô là phải để xuống vậy luôn. Còn khi mà bắt đầu em quen chuyện này rồi á, thì mới để mắt kiến dầm lên. Để đưa về. Tìm cách đưa về. Ví dụ như mình có thể đánh khoảng 5 đến 10 trái bi. Ví dụ mình đặt ra một cái mục tiêu. Bây giờ trong khoảng 5 trái hoặc 10 trái bi, mình sẽ gom bi về góc. Thì mới để vậy. Cái tư duy nó sẽ lên nhiều hơn. Đừng có để ý mấy cái điểm lẻ nhiều quá. Đúng không? Em đánh, em có kỹ năng em gom về góc, em vô càng mấy điểm nhẹ. Còn ví dụ như đánh lòng vòng là cho những người họ đánh cạp á, mà đánh cạp á. Như thế này là mình mở ra sổ lỗ về thôi, đúng không? Đó là một. Thử đi, bây giờ mình thử phương án mở ra sổ lỗ. Bắn ra. Giờ sổ luôn được chưa? Nguyên tắc sổ lỗ là khoảng 1.5 Nhê vô cái nữa. Đó, ví dụ như vậy này, đúng không? Ví dụ giờ đứng chơi bi này, đúng không? Thường á, người ta sẽ nhê để tạo một cái mặt đối diện hoặc là ngang mặt với ông đỏ. Ví dụ vậy. Em đừng có bệnh rịnh quá. Ví dụ vậy em có hình quýnh nè. Đúng không? Có thể chơi nhẹ nè. Rồi lấy lại lá rồi mình tính tiếp. Mình vô không? Rồi tiếp rồi. Nhê được phải không? Đúng rồi. Ok. Góc trắng được không? Không được thì coi góc đỏ có được không? Đỏ được nè. Ăn mỏng, ăn mỏng trên này đó. Không, trời. Vừa tới được. Còn ăn ăn trên, ví dụ em ăn trên được thì anh cảm ơn. Hiểu không? Ví dụ giống như bây giờ mình mang mới một tạ 2 kg, mình giá 50 kg, 50 triệu đồng. Gần vậy là ok. Thank you. Còn lỡ nó lên luôn thì thank you luôn. Được chưa? Tầng tầng 1 hoặc tầng 0.5 chục 0.5 thẳng là không sợ. Đó, tại có phê nó có xoáy xuống này. Ví dụ giờ mình không phê không sao. Tôi thấy mấy ông thích muốn nó phê lắm, tôi cũng hiểu. Không có phê nó chết đi, nó sẽ tự nhiên thôi. Đúng rồi, không phê cho nó chạy góc. Đúng không? Như vậy thì sao? Như vậy có nghĩa là mũi cơ của em quá thấp. Để mũi cơ cao hơn xíu, tại vì nó có độ sốc rồi mà nó quýnh quýnh hơi cung lê lên chút xíu á. Gần quá đúng không? Cái này đừng thấp vậy. Tại em vô rất là dày rồi. Được mà, chết tại người đâu. Chúng hả? Chúng mới được quýnh tí. Được chưa? Nè. Giờ không biết làm gì, băng đỏ vậy rồi cũng chẳng quýnh. Đừng có để mình bị lỗi lực mà mình bể là bi là được. Chết rồi. Rồi băng chưa? Băng rồi. Băng thì thôi, sắp rồi mà. Hiểu không? Tức là mình đừng có tiếp gì. Mình đừng có để mình tiếp mọi cái lỗi lỗi bằng cái lỗi của mình. Giờ anh nói em nè,
Muốn đánh nhẹ thì sao? Bỏ bỏ gần đánh chậm. À, thường là ta để bỏ mỡ thôi. Thường là bỏ mỡ. Mỡ thì mỡ cái gì, quýt chất Mỹ sao không mạnh là à, nhưng mà bỏ mỡ thì nó sẽ tốt hơn. À. Để cầm cơ đẹp đi. Giờ là băm ra, băm thêm cái nữa nhỉ? Thở xíu thôi. Lỗ hơi bự. Thở hơi bự đúng không? Thì bây giờ mình lật lên. Thì có nghĩa là mũi thấp, mỏng cả. Mà mũi nhẹ. Mũi thấp. Mũi nhẹ. Rồi đó xuyên chưa? Có chưa? Hơi chưa? Rồi giờ sao đây? Mày biết làm gì không? Mày không biết làm gì thì sao? Xỏ xuống lại ha. Ờ, thì xỏ vừa tới đó thôi. Bây giờ mò tiếp chứ bây giờ nó không biết sao mà. Được chưa? Được chưa? Có góc còn đẹp rồi nè. Góc đẹp thì mình quýnh góc đi. Góc đi. Xác định góc thì góc 45 độ đúng không? Hết tầng 4. Ờ, tầng 4. Được hai. Nhẹ nhẹ. Trời, phải tìm cách đi, tại vì giữa nó có cái băng đằng đó, tìm cách nó. Nghe tiếp. Không, bây giờ ví dụ như phương án này. Đừng có lòng vòng nữa. Hiểu không? Đừng có lòng vòng nữa. Đưa về nhanh nhất là quyết toán một tí. Đâu, đây sao? Thấp mũi, tạt mũi trái là xong. Đừng cố kéo. Đừng thấp quá. Đừng thấp quá, tạt mũi trái bình thường đó. Cà dừa bên dưới có cái băng dễ quýt. Chuẩn chưa, chuẩn chưa? Đừng có bệnh rỉnh ở đây nữa nha. Chị đang sớm mặt đau khổ. Rồi, cung lê vô. Ờ, cung lê đúng rồi, ok. Nhẹ nhàng không? Trời ơi, nát bét rồi đó. Mạnh quá à. Nhưng vẫn còn cứu được. Cứu cái băng này nè. Hấp mũi xíu mây xíu, phải không nửa trái tí. Trời ơi, ít quay quay quá. Dày quá, đó cho nên là lúc mà mình vô trái bi á, anh sẽ chỉ em cách vô trái bi kiểu này. Rất là nhiều người gặp cái vấn đề với trái bi kiểu này. Anh nói em nghe, cái góc này là một cái góc ngược. Có nghĩa là mình đang đánh đây, mình đánh ra đây nhưng mà nó ngược về. Thì anh gọi nó là góc ngược. Hay còn gọi là góc thiếu. Thì việc đầu tiên để xử lý góc thiếu, em có hai cách. Một, em đánh mạnh hơn. Hai, mũi cơ em thấp hơn. Được chưa? Rồi bây giờ anh dạy em chạm trái nè. Đánh những cái trái bi mà những cái góc ngược mà xa như vậy nè. Thì đừng bao giờ chạm cái mũi cơ vô gần tâm. Tại vì chạm mũi cơ gần tâm nó chạy góc này là càng ngày càng hụt. Đó là nãy em bị dương đúng không? Mà mình để mũi thấp mà mình chạm vô gần tâm á là cái thằng nó lớp. Chuẩn chưa? Đừng có cố kìm khi mà không thể kìm được. Đánh cái này á là phải đánh cho cái bi này nó linh hoạt một xíu. Ví dụ, linh hoạt thì có nhiều cách. Nhưng mà cái cách ở đây là dời mũi cơ ra gần mép. Hơi thiếu một chút nhưng mà hết tay. Thử coi. Giờ mũi cơ có tay. Hết tay cũng nhẹ thôi, đừng những cái ầm. Thấy chưa? Nó sẽ tốt hơn. Em chưa có tập lại quen cái áp phê. Áp phê thường em nhai dịch song song. À, dịch song song hả? Đúng là phải bẻ qua, bẻ cái đuôi cơ qua. Áp phê dịch song song là nó bị thay đổi cái mũi cơ trên VV2. Hay bị quen cứ nhắm cái xong là dời qua. Hay rồi. Trời ơi, học video quá. Học video quá. Vợ gọi. Không á, khách gọi á, số của quán. Rồi chưa? Đó là người đang muốn chế bạn mà. Đúng không? Dạ. Bây giờ cái hướng, có cái hướng nào không? Cái hình này á,
Nếu muốn một băng này cũng đẹp, nhưng mà em không có tay đúng không? Em có thể xem xét muốn một băng trắng, ăn cái lít chữ đỏ này nè, rồi ôm về. Quýnh phải có ý em ơi. Nè, giữ nguyên, chỉnh anh. Nè, quýnh một băng này nè, cái góc này nó mình ăn bình thường đúng không? Mình muốn quýnh nhẹ á, thì mình hãy quýnh nó dời ra một chút xíu, mà mũi nó thấp lại chút. Như vậy thì trái bi nó tự nhiên hơn. Nó dặn lại chứ không? Không có dặn gì, mình đang ở bên này chứ trắng mà giờ nó gì không? Mình quay luôn. Không phải. Cái này em mỏng quá mất con phép rồi. Nè, bây giờ em phải có cái điểm rớt. Có cái điểm rớt. Rồi, chọn điểm rớt là bị sai đúng không? Đó, bây giờ em phải tập tắm như cái đạn này rất là chuẩn để nó nghe. Ví dụ như bây giờ mình bỏ qua cái chuyện quýnh đỏ đi nha. Ok. Tập mình rớt, ví dụ như mình rớt cái góc chữ mê này nè. À đó, lúc mình tập á mình bỏ cái cục lờ đó, mình đánh vô coi nó có đúng vô cái cục lờ đó không. Nè, ăn vậy là đâu phải ăn đít đâu. Đúng không? Như vậy thì dậy hơn xíu. Em hay miếng phê thì sao? Hay miếng phê chút xíu thôi. Thế đánh xong mà nó ngang ra vậy rất là sống. Đánh xong nó phải dọc ra nhìn. Rồi bây giờ nhìn thấy đúng không? Hồi xưa anh luyện vậy đó. Thử ra nè. Đỡ hơn nè. Rồi góc này muốn băng về được không? Muốn băng được không? Chưa có xuông lắm. Em đánh cái tay nó phải chậm dài kìa. Đúng không? Càng dài góc nó càng ngang. Chậm. Mình cứ đẩy ra cứ lên. Rồi chụp cái sai rồi. Vậy bây giờ nâng lên tầng không. Lúc mà em đánh á, em phải biết rút kinh nghiệm. Bây giờ cái tầng mà âm 1 của em là nó dư rồi đúng không? Để lên tầng 0. Rồi muốn bính nó, bính dài ra, điểm chút. Có hơn nhiều rồi đó. Buồn em phải bính dày để nó đủ cái lực nó đạp vô thằng đỏ rồi nè. Đúng không? Tại vì em đang có lợi thế là cái mặt cắt của em á. Nè, nhiều người không hiểu. Cắt cái mặt mỏng quá như vậy thì vô lực đỏ sao được. Đúng không? Thì có mình này chạy ra. Ví dụ như bây giờ này có nhiều người nè, bị như vậy vẫn cố lắm. Không hiểu. Nè, có phải Huy đã lao rồi nè. Nó cắt cái mặt, cắt mỏng quá không? Nhưng mà ví dụ như em có cái góc Huy này nè, em nhìn cái mặt cắt nó bự được. Thì nó mới đạp lực được. Cho nên là nó thường nó có độ xiên khoảng tầm 1 nút đến 2 nút này nè. Và phải chơi. Chứ bị vậy thì đừng có cố để mà chơi. Rồi hỏi là tại sao mày tắm vậy nó không ngon, đâu có ngon. Đúng không? Cái mặt cắt nó phải đủ. Cái mặt dài nó phải đủ. Tắm nó mới ra. Được chưa? Giật cơ quá. Tầng 2 đâu?
Đừng có ấn ra, đừng có ấn. Hiểu không? Nguyễn Thành Pháp á. Mày nghĩ mà.